Ngày hôm nay em chị xin được hướng dẫn mọi người cắt cái cây nha đam như thế nào cho nó nhanh và cách nấu như thế nào cho nó ngon nha. Chào các bạn, ngày hôm nay thứ bảy mình rảnh rỗi cho nên nó là sẵn sàng có một đôi găng tay màu đen đây để làm gì? Đó là mình đi cắt cái cây nha đam nè, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà mình lột nó ra như thế nào cho nó dễ, rửa như thế nào để nó không có nhớt và nấu như thế nào cho nó ngon nha. Anh chị đi hái cái cây aloe vera rồi vô nhà cái mình rửa sạch ha, cái mình cắt hai bên của nó, cắt hai bên của nó ra như thế này. Sau khi cắt á, thì mình rửa lại, mình rửa lại một lần để cho nó đừng có còn cái mủ, tại cái mủ của nó màu vàng á, nó cũng không có tốt nha. Rồi mình rửa xong rồi nè, đẹp chưa? Cái miếng này thì cái bảng nó rất là to cho nên bắt buộc mình phải cắt ra làm đôi nha, cắt làm đôi như thế này. Rồi mình chỉ luôn cho các bạn cái cách để mà các bạn lấy cái vỏ nó ra nha. Lấy cái vỏ rất là dễ, mình chỉ cần á, là lấy cái dao hai lưỡi mình làm vô một cái, mình kéo một cái một là nó ra nguyên một miếng luôn vậy đó, trắng tươi luôn, rất là ngon và rất là dễ, không có dính gì hết trơn á. Các bạn nhìn nè, thấy không đó, mình chỉ cần lấy cái dao hai lưỡi mình kéo một cái một là nó trắng tươi nguyên miếng gì đó. Rồi bạn nhìn thấy không, mình đưa cái lưỡi dao lên vô ha, để cái tay mình dưới ha, cái mình bắt đầu mình cầm ở trên nè, mình tuốt nó cái nó ra hết luôn à. Mình hướng dẫn lại cho các bạn một lần nữa nha. Rồi nè, đã làm xong một cái rổ, thấy chưa, trắng tươi luôn nè, trong veo luôn nè. Chỉ cần cắt nó ra làm ba, đâu là chặt nó nè. Ngon chưa? Dễ nha. Trắng tươi luôn ha. Thao nước nè, bây giờ mình đã làm xong nguyên một cái rất là ngon ha. Rồi mình chỉ bỏ nó vào trong nước lạnh và khi mình rửa cũng rửa bằng nước lạnh bình thường ha, không có bỏ đường rồi hay nhìn muối ngon gì hết. chưa nè. Khi nước sôi á là mình sẽ bỏ đường nha, đường sugar, đường thì tùy theo ý của mình, bỏ như mình bỏ, nhưng mà anh chị thì bỏ một ít thôi nha. Và cho nó sôi lại, khi nó sôi lại đó bắt đầu mình bỏ cái aloe vera nè.
aloe vera nè, nghe không? Rồi, bỏ nó vô nha. Có cái bọt có nhớt đó, nhớt vớt nó ra. Khi mà nó chín á ha thì nó trong veo như thế này nè các bạn. Đó, nó không còn trắng giống như hồi lúc đầu nữa. Nó trong veo như thế này nè. Mình chỉ cần nấu nước sôi rồi bỏ đường vào. Khi mà nước sôi thiệt là sôi đó thì mình sẽ bỏ cái aloe vera này vào. Và mình nấu cho nó sôi thêm khoảng 5 phút nữa thôi nha. Và không có sợ nó nhớt gì hết đó, nó không có nhớt. Nhìn cái nồi aloe vera ngon không các bạn? Trong veo trắng tươi luôn ha. Cái loại này đó thì lúc nào Angie cũng có trong nhà hết á. Là tại vì mình uống á, nó đẹp da, với lại đó nó nhuận trường nữa. Cho nên nó là cả nhà của mình ai cũng thích uống hết á. Nhìn ngon không? Rất là ngon ha. Cái nồi nghi ngút nè. Một cái nồi này là 5 lít đó các bạn. Rồi, mình đã nấu xong một cái nồi aloe vera rất là ngon. Bây giờ đó là mình thử cho mọi người để mà biết thử là nó ngon như thế nào nha. Nhìn cái ly nè, trong mà ngon quá chừng luôn phải không mọi người? Mình uống thử nha. Cái aloe vera đó khi mình nấu ra đó nó rất là mềm ha. Mình nhai nó tan ở trong cái miệng của mình luôn. Quá là ngon luôn á. Mình bỏ, khi mình nước nó sôi lên rồi đó thì mình mới bắt đầu bỏ đường nha. Khi mình bỏ đường vào đó thì nó sẽ, nước nó sẽ sôi trở lại thêm một lần nữa. Lúc đó đó thì mình sẽ cho cái cây aloe vera này vào. Khi mà mình bỏ vào đó, nó hòa quyện với cái đường á, nó sẽ không có còn nhớt nữa nha. Và khi mình nấu xong đó, ra nó rất là ngon. Cái nước aloe vera này thì anh chị cũng biết rồi. Thứ nhất là đẹp da nè. Thứ hai á là nó tốt cho cái đường tiêu hóa. Tại vì nó nhớt nhớt á, cho nên nó là rất là tốt cho cái hệ thống tiêu hóa ha. Mà nó lại ngon nữa, cả nhà mình ai cũng thích uống hết trơn á. Mình uống hết trơn cái ly này luôn. Một ly này là nửa lít á, mình uống hết luôn nè. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ủng hộ. Mình mong là nếu như anh chị nào có xem được cái clip này thì làm thử, và chúc anh chị thành công nhé. Chào và hẹn gặp lại.